Thưa quý vị, đầu thế kỷ 21, quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ. Đây là xu thế khách quan, lôi cuốn các nước bao trùm hầu hết các lĩnh vực, vừa thúc đẩy hợp tác, vừa tăng sức ép cạnh tranh và tùy thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế. Quan hệ song phương, đa phương giữa các quốc gia ngày càng sâu rộng, cả trong kinh tế, văn hóa và bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, thiên tai và các đại dịch. Tình hình đất nước ta sau 15 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo thế và lực để thúc đẩy công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu. Bên cạnh đó, chúng ta còn phải đối phó với những thách thức, tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, chệch hướng xã hội chủ nghĩa, nạn tham nhũng quan liêu, diễn biến hòa bình do các thế lực thù địch gây ra. Nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới là vấn đề có ý nghĩa sống còn của Đảng và nhân dân ta. Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 được tổ chức. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 4 năm 2001 với sự tham gia của 1.168 đại biểu đại diện cho gần 2,5 triệu đảng viên trong cả nước. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 9 gồm 150 ủy viên, Bộ Chính trị gồm 13 đồng chí, Ban Bí thư gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư. Đại hội 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam là đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thể hiện ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của cả dân tộc ta trong thời điểm trọng đại, bước vào thế kỷ mới và thiên niên kỷ mới. Đường lối kinh tế của Đảng được đại hội thông qua là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp, ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội 9 đề ra, Đảng và nhân dân ta đã giành được những thành tựu quan trọng. Nền kinh tế đã vượt qua thời kỳ suy giảm, đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và phát triển tương đối toàn diện. Bình quân trong 5 năm, từ năm 2001 đến năm 2005 là 7,51%. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với các loại hình thị trường hàng hóa và dịch vụ, thị trường tài chính, thị trường sức lao động, thị trường bất động sản, thị trường khoa học và công nghệ. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được đẩy mạnh, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáng kể, phát triển được nhiều ngành kinh tế chủ lực, nhiều vùng kinh tế trọng điểm và khu công nghiệp, chế xuất. Kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh, nội lực của nền kinh tế được phát huy có hiệu quả, hội nhập kinh tế có bước tiến mới rất quan trọng. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bước đầu được xây dựng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng có ý nghĩa lịch sử trọng đại, mở đường cho đất nước ta nắm lấy cơ hội vượt qua thách thức, thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đại hội 9 khẳng định những kinh nghiệm, bài học đổi mới mà các đại hội 6, 7, 8 của Đảng đã đúc rút vẫn có giá trị lớn, nhất là các bài học chủ yếu sau. Một là trong quá trình đổi mới, phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Hai là đổi mới phải dựa vào nhân dân, vì lợi ích của nhân dân phù hợp với thực tiễn, luôn luôn sáng tạo. Ba là đổi mới phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Bốn là đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới. Đại hội 9 đã làm tròn được trách nhiệm trọng đại do toàn Đảng, toàn dân giao phó và sự mong đợi của bạn bè quốc tế. Đó là đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thể hiện ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của cả dân tộc ta trong thời điểm trọng đại, bước vào thế kỷ mới và thiên niên kỷ mới.